Hôm nay là đi chảy quả mít nhá, quả mít này, bão cây mít này, bão vừa đổ. Cây mít chín. Quả mít chín rất là thơm. Đây xin giới thiệu với cả bà con, đây là mít. Trên cây rồi còn rất nhiều quả. Rất nhiều quả to. Xin chào cả nhà. Nay mình đi thăm mít ở vườn và thử mít xem quả nó chín. Quả này khả năng là chín này. Vỏ nó vàng này. Đó, quả này còn xanh này. Đây nhá. Quả này chín là đây cái lá cuống của nó đã già rồi. Thế bà con nhìn này. Ui thơm quá này. Vỗ này nhìn nghe bụp bụp này. Đấy, đây tiếng này mít chín. Đấy. Thơm quá. Thơm quá. Đấy, đây. Quả này đấy tương đối nặng. À, mình xin chặt quả mít nha, bắt đầu. Mít chín quá, to quá. Thơm quá. Thơm quá. Mít chín tuyệt vời. Ôi, ui dồi, nhựa nó giọt sau khi chặt. À, quả mít rất đẹp mã. Thấy không, chín vàng thơm không? Có rồi, tắt đi.